3 bước đơn giản để giúp bạn hết nứt gót chân ngay tại nhà. Nứt gót chân là một chứng bệnh ngoài da thường gặp ở da khô, biểu hiện là da dày sừng, nứt nẻ, đau rát. Ngoài gây mất thẩm mỹ thì nứt gót chân còn gây đau đớn khi bị nặng, có khi chảy máu, đi lại rất là khó khăn. Và khi mà bệnh tiến triển nặng hơn thì vào mùa đông nó sẽ tiến triển rất là nặng. Nếu không điều trị kịp thời thì những cái vùng nứt nẻ này nè, nó sẽ chảy máu tạo thành rãnh và có thể là bị viêm nhiễm. Đầu tiên là rửa chân và ngâm chân với cái nước lá bàn, nấu sôi và để ấm ấm. Nếu ai không có lá bàn thì có thể thay thế bằng nước muối nha. Bước thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cái đá chà gót chân và chà ở cái gót chân mình, loại bỏ đi cái phần tế bào chết. Và bước thứ ba đó là mình sẽ thoa một lớp kem Munro thật là mỏng vào cái vị trí nứt gót của mình. Lưu ý là sau khi bôi kem Munro, các bạn đi tất vào để tránh trôi kem. Và mình sẽ uống bổ sung thêm vitamin A nè, vitamin C là uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh trái cây. Tránh tắm với vòi nước nóng. Nếu bạn đang gặp tình trạng nứt nẻ chân như vậy thì hãy sở hữu ngay một cái em Munro như thế này để chân mình nhanh chóng thoát khỏi cái hiện tượng nứt gót chân nhé. Và liên hệ với mình qua số điện thoại 0888 21 10012 để Rinh em ấy về nha.